Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày mùng 3 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp bên lề hội nghị lần thứ 24 của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Astana, Kazakhstan. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình kêu gọi hai nước tiếp tục bảo tồn giá trị đặc biệt trong quan hệ Trung-Nga cùng khám phá động lực nội tại của hợp tác song phương. Đánh giá hội nghị thượng đỉnh Astana là sự kiện quan trọng nhất trong năm của ESCO, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán toàn diện với Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo khác của các nước thành viên ESCO về các biện pháp củng cố tổ chức và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá quan hệ Nga-Trung được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông Putin bày tỏ sự hài lòng về tăng trưởng thương mại giữa hai nước, cho rằng động lực tích cực đã được ghi nhận trong kim ngạch thương mại trong nửa đầu năm nay. Những nỗ lực chung hiện nhằm mục đích thực hiện nhất quán kế hoạch phát triển các lĩnh vực quan trọng của hợp tác kinh tế song phương đến năm 2030 đã được hai bên nhất trí trong thời gian vừa qua. Sau màn tranh luận gây thất vọng của Tổng thống Biden tuần trước, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói ông Biden không mắc bệnh Alzheimer hoặc bất kỳ dạng sa sút trí tuệ nào. Theo đài Fox News, một phóng viên đặt câu hỏi với thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. Ở tuổi 81, Tổng thống Biden có mắc bệnh Alzheimer. Bất kỳ dạng mất trí nhớ hoặc bệnh thái hóa nào gây ra những sai sót như thế này không? Đây là câu hỏi có hay không? Bà Jean-Pierre liền đáp, bạn đã sẵn sàng tiếp nhận chưa? Câu trả lời là không. Và tôi hy vọng bạn cũng sẽ hỏi người kia câu hỏi tương tự. Theo Fox News, người kia trong câu trả lời của bà Jean Pierre dường như ám chỉ tới ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, người vừa có màn tranh luận đầu tiên với ông Biden. Cuộc họp báo của Nhà Trắng được tổ chức vài ngày sau cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden vào hôm 27 tháng 6. Màn thể hiện gây thất vọng lúc đó của Tổng thống Biden đã khiến một số thành viên trong Đảng Dân chủ và một số hãng truyền thông Mỹ kêu gọi ông ngừng chiến dịch tranh cử và kêu gọi chọn ứng viên trẻ hơn thay thế vì họ ngày càng lo ngại về tuổi tác và sự minh mẫn của ông. Ông Biden đã nói vấp trong suốt cuộc tranh luận, đôi khi mất mạch suy nghĩ, trả lời bằng giọng khan khan và nhìn chung bị chỉ trích vì sự chậm chạp và yếu đuối khi đối đầu với ông Trump theo Fox News. Ngày 2 tháng 7, Tổng thống Biden đã có những lời chia sẻ về phần thể hiện không tốt của mình trong cuộc tranh luận với ông Trump tuần trước. Ông Biden bộc bạch tại sự kiện tranh cử ở bang Virginia: "Tôi đã không có buổi tối tốt nhất. Sự thật như các bạn đã biết, tôi đã không thật sự sáng suốt. Tôi quyết định đi vòng quanh thế giới vài lần, qua lại giữa khoảng 100 múi giờ trước buổi tranh luận." tôi đã không nghe lời đội ngũ cố vấn quay lại để tranh luận và suýt ngủ gục trên sân khấu. Đây không phải là lời biện hộ mà là lời giải thích. Mưa lớn chút xuống liên tục ở miền Nam Trung Quốc khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao, đặt các khu vực phía đông hạ lưu con sông này trước nguy cơ xảy ra lũ lụt. Trong ngày 3 tháng 7, mực nước tại khu vực Giang Tô, nơi dòng sông Dương Tử dài nhất Trung Quốc trải qua tiếp tục dâng cao do lượng nước từ thượng nguồn đổ về cùng với những cơn mưa dai dẳng, Thủ phủ Nam Kinh của tỉnh Giang Tô đã ban hành cảnh báo lũ lụt cấp độ cao thứ hai, đồng thời chính quyền địa phương cấm các loại tàu thuyền khác nhau, trong đó có phà chở khách hoạt động trên đoạn sông thuộc địa phận Giang Tô. Trước đó một ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước tại các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử đã vượt quá mức báo động. Mưa lớn đã trút xuống các vùng thuộc tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc vào đầu tuần này, khiến mực nước sông Mịch La ở huyện Bình Giang đạt mức cao nhất trong 70 năm qua. Chính quyền địa phương tỉnh Hồ Nam đã kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất. Truyền thông nhà nước đưa tin nhiều khu vực trong thị trấn bị ngập úng, cùng cảnh người dân mắc kẹt được giải cứu bằng thuyền. Mưa lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của khoảng 340.000 người dân Trung Quốc, trong khi các doanh nghiệp cũng chịu thiệt hại. Một nhà máy sản xuất thực phẩm cho biết buộc phải đóng cửa trong 5 ngày do bị mất nước, giao thông đình trệ và đường dây liên lạc bị gián đoạn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ chút xuống các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và một số khu vực thuộc các tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam và Sơn Đông. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg yêu cầu các nước thành viên duy trì mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine khoảng 40 tỷ euro trên năm Tổng thư ký NATO yêu cầu các nước thành viên duy trì mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine như những năm qua kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, tức là tương đương khoảng 40 tỷ euro trên năm. Trên đây là thông tin do một nhà ngoại giao phương Tây cho biết vào ngày 3 tháng 7, một tuần trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Washington của Mỹ, lãnh đạo các nước thành viên NATO sẽ thông qua cam kết này vào tuần tới. Trong diễn biến liên quan Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, vào ngày 2 tháng 7 cho biết sẽ cung cấp gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm các vũ khí phòng không và chống tăng quan trọng. Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Rostam Umerov đang ở thăm Washington, ông Austin cho biết Mỹ sẽ sớm công bố hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine. Gói này sẽ cung cấp thêm các thiết bị đánh chặn phòng không, vũ khí chống tăng và các loại đạn dược quan trọng khác được lấy từ kho dự trữ của Mỹ. Trong nội bộ NATO đang có bất đồng sâu sắc về việc để Ukraine sử dụng vũ khí mà phương Tây viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Cho đến nay Đức, Italia và Mỹ vẫn phản đối việc Kiev dùng vũ khí của phương Tây để tấn công sang lãnh thổ Nga. Dù mới chỉ bắt đầu mùa hè nhưng nhiều nước trên thế giới đã phải đối mặt với tình trạng nắng nóng gay gắt, tại Trung Đông và Bắc Mỹ, một đợt sóng nhiệt đang quét qua một số khu vực, đem theo nhiệt độ cao bất thường lên tới hơn 40 độ C, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày của người dân nắng nóng khiến nhu cầu nước tăng cao hơn trong mùa hè và đợt sóng nhiệt đang diễn ra ngày càng trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước ở nhiều quốc gia ả rập ở ai cập và iraq nắng nóng đã khiến hệ thống điện bị quá tải và dẫn đến tình trạng mất điện ở nhiều nơi giữa cây nóng oi bức hầm hập người dân các nước đã tìm cách giải nhiệt bằng đồ uống lạnh và tập trung ở các đài phun nước bể bơi hay bãi biển một số người khác thì đổ nước lên người cho đỡ nóng Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến các đợt sóng nhiệt càng nóng hơn, thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Số liệu thống kê cho thấy sóng nhiệt trung bình toàn cầu đã nóng hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi đó thế giới đang tiến gần đến mức tăng 1,5 độ C vào khoảng những năm 2030.